chào các bạn nhỏ thân yêu của Thỏ Candy. Ở bài học trước, Thỏ đã cùng các bạn nhỏ học bảng cửu chương, thực hành bảng cửu chương, nhân số 1 chữ số với số 1 chữ số trên bàn tính Soroban. Hôm nay, Thỏ Candy sẽ đem đến một bài học rất thú vị. Thỏ sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ cách nhân 2 chữ số với số có 1 chữ số và chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhiều bài tập bổ ích. Các bạn nhỏ sẵn sàng chưa nào? Đưa bàn tính về số 0 nhé! Các bạn cùng Thỏ nhắc lại một số lý thuyết đã học ở bài trước nhé! Trong một phép nhân sẽ có thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai và tích. Các bạn nhỏ hãy cho Thỏ biết, trong phép tính 8 x 2 bằng 16 thì 8 là thừa số thứ nhất, 2 là thừa số thứ hai và 16 là tích. Đúng rồi, các bạn nhỏ nhớ bài thật tốt. Vậy khi thực hiện phép nhân trên bàn tính, chúng mình làm theo mấy bước nhỉ? Chính xác, thực hiện theo 4 bước nè. Bước 1, xác định các thừa số. Ví dụ, Thỏ có phép tính 8 x 2 thì 8 là thừa số thứ nhất, 2 là thừa số thứ hai. Bước 2, thiết lập số đề bài trên bàn tính. Các bạn ghi nhớ nguyên tắc sau nhé. Thiết lập thừa số thứ nhất ở giữa trung tâm bàn tính. Thiết lập thừa số thứ hai cách một dòng về phía bên trái của thừa số thứ nhất. Ví dụ, với phép tính 8 x 2, Thỏ sẽ thiết lập thừa số thứ nhất là 8 ở giữa và thiết lập thừa số thứ hai là số 2 cách một dòng về phía bên trái của thừa số thứ nhất. Bước số 3 là thực hiện phép tính, xác định vị trí thiết lập tích. Chúng ta đặt ngón trỏ tay cua vào vị trí cách một dòng về phía bên phải của thừa số thứ nhất. Lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Thiết lập tích. Tích là số có 2 chữ số thì thiết lập ngay dòng đang chỉ tay. Tích là số có 1 chữ số thì thiết lập dòng bên cạnh dòng đang chỉ tay. Chỉ tay vào dòng bên phải cách một dòng so với thừa số thứ nhất. Theo bảng cửu chương, 8 x 2 bằng 16 nên Thỏ sẽ thiết lập 16 ngay dòng đang chỉ tay. Bước 4 là mình sẽ đọc kết quả. Sau khi thiết lập tích, xóa 2 thừa số, số còn lại trên bàn tính chính là kết quả. Phép nhân 2 chữ số với số 1 chữ số, thực hiện nhân và xóa hàng đơn vị rồi đến xóa hàng chục và thừa số thứ hai. Các bạn nhỏ cùng Thỏ lặp lại 4 bước trên nhé. Bước 1 là xác định các thừa số. Bước 2 là thiết lập số đề bài trên bàn tính. Nguyên tắc xác định vị trí, thừa số thứ nhất được thiết lập ở dòng giữa bàn tính. Thừa số thứ hai được thiết lập cách một dòng về phía bên trái so với thừa số thứ nhất. Bước 3 là thực hiện phép tính. Xác định vị trí thiết lập tích, đặt ngón trỏ tay cua vào vị trí cách một dòng về bên phải so với thừa số thứ nhất. Lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Thiết lập tích. Tích là số có 2 chữ số thì thiết lập ngay dòng đang chỉ tay. Tích là số có 1 chữ số thì thiết lập dòng bên cạnh dòng đang chỉ tay. Bước 4 là đọc kết quả. Wow, các bạn nhỏ của Thỏ tuyệt vời quá, đã ghi nhớ 4 bước khi nhân trên bàn tính rồi nè. Nào, bây giờ chúng mình cùng Thỏ học quy tắc nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số nhé. Bắt đầu với phép tính đơn giản trước nhé. 11 x 2 bằng mấy? Áp dụng 4 bước trên, Thỏ có thừa số thứ nhất là 11, thừa số thứ hai là 2. Thỏ thiết lập số 11 ở trung tâm bàn tính và số 2 cách một dòng về phía bên trái của thừa số thứ nhất. Ta-da! Vậy là xong bước thiết lập số đề bài rồi. Chúng mình cùng qua bước 3 thực hiện phép nhân và thiết lập tích nhé. Ôi, sao lạ quá các bạn ơi! Thừa số thứ nhất có đến 2 chữ số, vậy mình nhân số nào trước đây? À, Thỏ đã biết rồi nè. Các bạn lắng nghe và ghi nhớ thật kỹ quy tắc khi nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số nhé. Đầu tiên, Thỏ sẽ lấy hàng đơn vị của thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai trước, sau đó lấy hàng chục nhân với thừa số thứ hai. Quy tắc đã có, bây giờ chúng mình thực hiện nhân nhé. Xác định vị trí thiết lập kết quả nhé. Cách
một dòng về bên phải so với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Cùng chỉ tay vào dòng này nhé các bạn. Đầu tiên, Thọ lấy số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 1, nhân với thừa số thứ hai là 2, được tích là 2. Thọ gọi là tích thứ nhất nhé. Tích này có một chữ số nên Thọ sẽ đặt tích này kế bên giống đang chỉ tay. Thọ đặt ở đây nhé. Và Thọ sẽ xóa hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Tiếp theo, Thọ đặt tay vào giống cách một giống so với hàng chục của thừa số thứ nhất. Sau đó, Thọ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất là 1, nhân với thừa số thứ hai là 2, được tích là 2. Thọ gọi là tích thứ hai và tích này có một chữ số. Nên Thọ sẽ đặt tích thứ hai ở giống kế bên giống đang chỉ tay và xóa hai thừa số đi. Kết quả trên bàn tính là số 22. Phép tính tiếp theo với số lớn hơn nhé. 14 x 7 bằng bao nhiêu? Thọ thiết lập thừa số thứ nhất là 14 ngay giữa bàn tính. Và thừa số thứ hai là 7, cách một dòng về phía bên trái so với thừa số thứ nhất. Đặt tay vào vị trí thiết lập tích là ở đây, cách một dòng về phía bên phải so với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Đầu tiên, Thọ lấy số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 4, nhân với thừa số thứ hai là 7, được tích là 28. Thọ gọi là tích thứ nhất nhé. Tích này có hai chữ số nên Thọ sẽ đặt tích này ngay giống đang chỉ tay. Thọ đặt ở đây nhé. Và Thọ sẽ xóa hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Tiếp theo, Thọ đặt tay vào giống cách hàng chục của thừa số thứ nhất một giống về bên phải. Sau đó, Thọ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất là 1, nhân với thừa số thứ hai là 7, được tích là 7. Thọ gọi là tích thứ hai và tích này chỉ có một chữ số nên Thọ sẽ đặt tích thứ hai ở giống kế bên giống đang chỉ tay và xóa hai thừa số đi. Kết quả trên bàn tính là 98. Một phép tính phức tạp hơn nữa nhé. 21 x 9 bằng bao nhiêu nào? Thọ thiết lập thừa số thứ nhất là 21 ngay giữa bàn tính. Và thừa số thứ hai là 9, cách một dòng về phía bên trái so với thừa số thứ nhất. Đặt tay vào vị trí thiết lập tích là ở đây. Cách một dòng về phía bên phải so với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Đầu tiên, Thọ lấy số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 1, nhân với thừa số thứ hai là 9, được tích là 9. Thọ gọi là tích thứ nhất. Tích này có một chữ số nên Thọ sẽ đặt kế bên dòng đang chỉ tay. Thọ đặt ở đây nhé. Và Thọ sẽ xóa hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Tiếp theo, Thọ đặt tay cách hàng chục của thừa số thứ nhất về bên phải một dòng. Sau đó, Thọ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất là 2, nhân với thừa số thứ hai là 9, được tích là 18. Thọ gọi là tích thứ hai và tích này có hai chữ số nên Thọ sẽ đặt tích thứ hai ở dòng đang chỉ tay và xóa hai thừa số đi. Kết quả trên bàn tính là 189. Cùng nhau làm một phép tính khó hơn nhé. 44 x 6 bằng bao nhiêu nào? Thọ thiết lập thừa số thứ nhất là 44 ngay giữa bàn tính. Và thừa số thứ hai là 6, cách một dòng về phía bên trái so với thừa số thứ nhất. Đặt tay vào vị trí thiết lập kết quả là ở đây. Cách một dòng về bên phải so với thừa số thứ nhất. Đầu tiên, Thọ lấy hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 4, nhân với 6 được 24.
Thỏ đặt tích nghe giống đang chỉ tay và xóa hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Tiếp theo, đặt tay cách hàng chục của thừa số thứ nhất một giống về bên phải. Thỏ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất là 4 nhân với 6 được 24. Thỏ đặt tích thứ hai ngay giống đang chỉ tay. Thỏ cộng 2 ở đây nhé. Và cộng 4 bằng cách kết hợp hạt 5. Sau đó xóa thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai đi. Kết quả trên bàn tính là 264. Thêm một phép tính đặc biệt nhé các bạn. 30 nhân 2 bằng mấy? Thỏ thiết lập thừa số thứ nhất là 30 ngay giữa bàn tính. Và thừa số thứ hai là 2 cách một giống về bên trái so với thừa số thứ nhất. Các bạn chú ý, hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 0 nên thỏ sẽ không thực hiện nhân ở hàng đơn vị. Thỏ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất để nhân và đặt tay vào vị trí thiết lập tích cách một giống về bên phải của hàng chục là ở đây. Sau đó lấy 3 nhân 2 bằng 6. Thỏ thiết lập tích ở giống kế bên giống đang chỉ tay và xóa hai thừa số đi. Vì kết quả nhân của hàng đơn vị là 0 nên khi đọc kết quả trên bàn tính, thỏ sẽ thêm vào một số 0 bằng cách chỉ tay vào giống bên phải của tích. Vậy kết quả là 60. Một phép tính cuối cùng trước khi chúng ta làm bài thực hành nhé. 84 nhân 8 bằng mấy? Thỏ thiết lập thừa số thứ nhất là 84 ngay giữa bàn tính. Và thừa số thứ hai là 8 cách một giống về bên trái so với thừa số thứ nhất. Đặt tay vào vị trí thiết lập tích là ở đây, cách một giống về bên phải so với thừa số thứ nhất. Đầu tiên, thỏ lấy hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 4 nhân với 8 được 32. Thỏ đặt tích ngay giống đang chỉ tay và xóa hàng đơn vị đi. Tiếp theo, đặt tay vào vị trí thiết lập tích cách một giống về bên phải so với hàng chục của thừa số thứ nhất. Thỏ lấy hàng chục của thừa số thứ nhất là 8 nhân với 8 được 64. Thỏ đặt tích thứ hai ngay giống đang chỉ tay. Thỏ cộng 6 ở đây và cộng 4 bằng cách kết hợp hạt 5. Sau đó xóa thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai đi. Kết quả trên bàn tính là 672. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập thực hành nhỏ. Các bạn nhỏ làm bài tập trước, thỏ sẽ có lời giải cho các bạn sau mỗi bài tập thực hành và sẽ làm rất chậm để các bạn có thể làm theo nhé.